Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp tục chương trình phát biểu của bệnh nhân trong ngày tưởng niệm tiên sinh Osawa. Chúng tôi xin mời cô Trương Thị Tốt, 59 tuổi. Cô Tốt bị rối loạn tiền đình và viêm xoang xoàng, cũng nhờ phương pháp ăn số 7 49 ngày thì hết bệnh. Xin mời cô Tốt phát biểu cho hội chúng những kinh nghiệm cô áp dụng phương pháp dưỡng sinh. Nam mô A Di Đà Phật. Trước nhất là con xin cảm ơn tiên sinh Osawa và đại đức đã cho con một sức khỏe. Con đang ở 123 Trương Đăng Quế, phường 3 Gò Vấp. Con ăn phương pháp dưỡng sinh này năm nay được 12 năm. Từ 2003 tới hôm nay thì con không có một bệnh gì hết. Lúc trước là con viêm xoang xoàng, bị đau khớp, đi không nổi, và đi cứ đi chợ mà đi xỉu hoài, một tháng con đi cấp cứu 2 lần. Mà con ăn dưỡng sinh hôm nay thì không còn bệnh gì hết. Con đi khám sức khỏe định kỳ cũng không có bệnh gì hết. Thì con muốn chia sẻ với cô bác anh chị em ở đây thì nên dùng phương pháp dưỡng sinh, dùng đúng mới hết bệnh. Lúc tôi ăn là 49 ngày, rồi nó thèm 30 ngày là tính bỏ cuộc rồi. Nhưng mà cố gắng, bệnh quá tôi phải cố gắng tôi ăn. Ăn cho tới 49 ngày, ăn số 7. Thì hôm nay tôi ăn được 12 năm rồi, không còn bệnh gì hết. Năm nào tôi cũng đi khám định kỳ hết, là không bệnh gì hết. Thì tôi có bao nhiêu tôi chia sẻ với bà con, cô bác ở đây. Nên ăn phương pháp dưỡng sinh để cho có sức khỏe tốt. Nam mô Di Đà Phật, con xin hết. Ha ha ha, 问三摩地娑诃。